Bạn muốn tìm một cái đàn organ mới giá tầm 4 triệu. Và đây, Custom MK200 là một dòng đàn organ mới hiện tại đang rất hot, rất phù hợp cho những ai mới tập. Với giá chỉ có trên 4 triệu thôi, nhưng mà mọi người có một cái đàn đầy đủ tính năng, có điệu, có tiếng. Đặc biệt đàn được tích hợp pen luyến lấy. Đàn được thiết kế với 61 phím, cân nặng chỉ có 6kg, rất gọn nhẹ và có thể lắp pin luôn nhé mọi người. Phần giao diện rất là dễ sử dụng luôn. Đây là nút nguồn nè, có nút fill, nút tempo, rất là đơn giản, và có màn hình hiển thị để hiển thị hợp âm nốt nhạc nha mọi người. Đàn được thiết kế tính năng tạo được băng tiếng, mỗi băng là 4 tiếng. Ngoài ra thì đàn có thể chọn điệu trực tiếp bằng những con số trên này, và chúng ta có chế độ transpose, sustain và có chế độ touch đánh mạnh nhẹ luôn nhé. Đàn được tích hợp 100 bài hát, 390 voice tiếng và hơn 100 style. Đàn có chiều dài là 80cm, chiều rộng là 40cm, cân nặng chỉ có 6kg. Đặc biệt, đàn có chế độ lắp pin không cần cắm nguồn điện nhé mọi người. Rồi, như vậy là Thiện vừa mới review và phần hình ảnh và âm thanh của đàn Custom MK200 giá chỉ có trên 4 triệu. Nếu mọi người có nhu cầu tham khảo thì liên hệ qua nhạc cụ Thiện Ngọc Gan, số điện thoại 0973675251. Thiện có ship hàng toàn quốc và thanh toán tại nhà. Khi mua cây đàn này mọi người sẽ được tặng bao chưng và tặng giáo trình học đàn organ online được bảo hành 1 năm luôn. Xin chào mọi người và chúc mọi người sức khỏe nha. Người thấy thích thì có thể liên hệ qua cho nhạc cụ Thiện Ngọc Gan, số điện thoại 0973675251. Thiện có ship hàng toàn quốc và thanh toán tại nhà và có chương trình hỗ trợ trả góp. Và ngoài ra thì bên Thiện cũng có chuyên cung cấp dòng đàn Yamaha mới SS100, SS900, SS600 và những dòng đàn Custom hay là những dòng đàn Yamaha cho người mới tập đầy đủ luôn nha mọi người. Từ 2 triệu cho tới 30-40 triệu thì đều cung cấp hết. Chúc mọi người sức khỏe và xin chào mọi người nha.